chú về. Già đó, ông già Noel lớn và ông già Noel nhỏ tí nha. Welcome to Merry Christmas. Hello, ok. What are you? Your soul sĩ sọn. My name is soul sĩ sọn. Ông già đi qua mệt quá nè ông già. Ông già không nói không ra. Welcome to Don't Walking on Toilet. Đó, chào mừng tất cả mọi người đã tới với kênh Don't Walking on Toilet nha. Thì hôm nay là Giáng sinh nên năm ra là gia đình Xu Xí Sọn mới tổ chức một cái lễ gọi là Giáng sinh để cho mọi người cùng gọi là chiêm ngưỡng chung vui cùng với Xu. Đó, thì ông già Noel đây. Đây nha cả nhà. Thì hôm nay là Xu chỉ một cái đồ ông già Noel này. Đẹp ghê chưa? Đó thì ông già Noel nó có. Ông già Noel ơi, ông già đi từ đâu xuống chứ vậy? À, thì ông già mới ở một nơi rất là xa xuống. Đó thì ông già cùng đi cùng với Xu nè. Xu có một cái túi quà nữa này. Đó, dễ thương chưa? Tiếc lạnh lắm hả ông? Dạ. Thì đây. Đây nha cả nhà. Đây mẹ quay cả vô đây. Đó, thì đây nha cả nhà, đây là một cái căn nhà biệt thự ba mê của Xu Xí Sọn đây cả nhà. Đó, mình vừa mới trang trí rất là nhiều thứ ở trên đây luôn này. Cái thông đồ rất là đẹp luôn cả nhà thấy không? Đó, còn đây là Bông, Bông bé bỏng. Thì hôm nay Bông cũng mặc cái bộ đồ rất là đẹp nè cả nhà. Cưng ghê chưa? Ôi da. Đây, đứng lên. Bây giờ Xu đi phát quà cho anh nha, đi phát quà cho anh nha. Rồi, quà gì đâu, lấy quà nè. Chưa, phải đi từ ngoài vô lại. Rồi, Xu đi đây. Đi ra phát quà phải không? Đây phát quà. Đó mình phải đúng thủ tục. Đi ra. Rồi, vô trong. Đi vô. Đi ra, đi vô lại đi phát quà. Đi ra đây. Đi ra. Rồi, xuống ngồi xuống đây. Bây giờ là Xu sẽ phát quà cho em Phong với lại chị Di. Chị Thảo nha. Em mèo ở đâu rồi con? Em mèo ngủ rồi. Đây, đây là cái món quà hôm nay sẽ phát cho chị Thảo với lại em Bông nha. Đây. Quà quá trời quà. Đó. Cả nhà thấy không? Ông già Noel mang rất là nhiều quà tới đây để tặng cho các em nhỏ. Đó, thì bây giờ là sẽ tặng cho em mèo, em Bông trước nha. Xuống rồi đúng. Xuống đi con. Bông là món quà đây nha cả nhà. Đó, anh chào Bông á. Đó, giờ Bông vô tầng đi. Rồi, chào Bông cái đây nha cả nhà. Đó, chào Bông nè. Rồi, Thả thích món quà nào? Thả thích món quà đây nha cả nhà. Còn Xu thích món quà nào? Xu chỉ đi. Để Xu chỉ. Xu thích như quà nào con? Xu chỉ qua đây. Qua đây mẹ. Đó, quà đây là của Xu nha. Rồi, anh bỏ vô túi cho. Rồi, bỏ vô túi. Rồi bây giờ là bà Bé Thảo là chúc ông già Noel một mùa ăn hình Giáng sinh như thế nào mọi người luôn nha con. Chúc mọi người là ông già Noel là có một mùa đông vui vẻ nè, phát quà Giáng sinh là phát đồ cho các chị em nè. Nhá, trời ơi, tình cảm giữa ta. Đó, thì Bông qua đây, bao nhiêu đây Bông? Đó, thì nói chung là Giáng sinh này cả nhà, nên năm nay là mình muốn tổ chức cho em Xu với em Bông một cái một cái cây thông với một cái ngôi nhà với lại những cái món quà đặc biệt này để cho Xu Bông vui. Đó, Xu Bông có những cái niềm vui trong cuộc sống. Đây nha cả nhà, bây giờ mình sẽ cho hai đứa ăn nha. Xu ăn nè. Bông ơi, nè Bông gặp đây nè, Bông gặp Xu nè. Đó. Xu. Giỏi. Mèo. Rồi bỏ cái này đây. Mèo. Xu. Rồi Xu, Bông. Nè của Bông nè. Đây. Của Bông nè. Bông ơi. Bông. Nè Bông. Rồi Bông đứng lên. Xu đứng lên. Ấy xuống đứng lại. Đó, xuống nè. Bông ơi. Xuống ngồi đây. Bông. Giỏi. Nè, Bông ơi, con đứng lên. Xuống đứng lên. Nè. Bông ơi. Ây da. Bông.
đâu? Không 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 cho tất cả mọi người một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình nha. Đó thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo luôn. Ok.